Vâng, chúng ta đang ở đây là đường Võ Thị Sáu, khu phố 2, phường Dương Đông. Trước kia con đường này là trung tâm chợ đêm Vinh Cầu, và giờ thì chợ đêm đã được dời về đường Bạch Đằng. Ở đây cách Vinh Cầu khoảng 300 m và cách trung tâm chợ đêm khoảng chừng 400 m nha. Chúng ta vào bên trong xem công viên giải khát và điểm tâm ngắm biển như thế nào các bạn ạ. Đây có mặt bằng sân cũng khá là rộng và mát mẻ luôn nha. Khách sạn Seashell này đã được cắt băng khánh thành vào ngày 5 tháng 5 năm 2018 và cũng là một khách sạn 5 sao đầu tiên ở Phú Quốc. Phía bên tay mặt của Seashell là nơi ăn uống giải khát dưới sự quản lý của Seashell và giá cả cũng rất bình dân nha các bạn ơi. Còn ở phía tay trái của Seashell là nhà hàng Hương Biển. Hello, glad to meet you. Chúng ta nhìn về hướng tây bắc là Vinh Cầu nha các bạn. Vinh Cầu cách đây cũng khoảng chừng 300 m. Bên này là phía tay trái của Seashell. Hiện nay ở Phú Quốc có xuất hiện dòng xe chở khách tham quan như thế này và đi đến đâu cũng bắt gặp loại xe này nhé các bạn. Khách sạn 5 sao Seashell được thiết kế theo hình dáng của một con tàu đang vươn mình hướng ra biển cả. Và các bạn nào có đi du lịch Phú Quốc đừng quên đến với địa chỉ Bình Dân này nha. Còn đây là khu vực của nhà hàng Hương Biển. Nhà hàng Hương Biển có mặt ở vị trí này cũng khoảng hơn 15 năm nay. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video.